Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính cho Ủy ban Nhân dân phường Hà An, và phường Phong Hải quản lý đã xảy ra vụ tai nạn chìm đắm phương tiện thuyền nan có chiều dài gần 6 m. Trên phương tiện này có chị Nguyễn Thị Tuyên sinh năm 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh là chủ phương tiện và 5 công dân đi làm thủy sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã, Ủy ban nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Cùng với đó, thị xã Quảng Yên yêu cầu các địa phương dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 4, chính quyền các địa phương đã huy động thêm lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, tích cực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua điều tra của cơ quan chức năng trong quá trình nhóm người trên khi đang di chuyển để đánh bắt thủy sản từ bến đò tại phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An, thị xã Quảng Yên thì bất ngờ dông lốc xuất hiện làm lật thuyền. Sau đó có hai người may mắn bơi được vào bờ nhưng bốn người còn lại đã mất tích. Chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp sinh năm 1980, trú tại thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, may mắn bơi được vào bờ, được cứu hộ an toàn. Bốn người mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ, 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, bà Dương Thị Cường, 58 tuổi, trú tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ừ ban Nhân dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho biết trận dông lốc xảy ra vào lúc nửa đêm, rạng sáng 21 tháng 4, đã khiến gần chục phương tiện trên địa bàn bị đánh đắm, rất may không gây thiệt hại về người. Cụ thể, từ khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4 đến 2 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn huyện Cô Tô có mưa to, kèm theo dông lốc với gió cấp 5, 6, có lúc giật cấp 7, 8. Dông lốc xảy ra nhanh bất ngờ, gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân trong đó có 10 phương tiện tàu, mảng, bè vớt sứa bị đắm. 10 người đi trên phương tiện đã được cứu giúp vào bờ an toàn, không có ngư dân nào bị nạn mà chưa được ứng cứu. Trong đó có 8 ngư dân của huyện Cô Tô và 2 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa đi đánh bắt trên vùng biển phía nam của đảo Cô Tô. Đại diện lãnh đạo huyện Cô Tô cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, huyện đã nhanh chóng huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ điều động một tàu cứu nạn, hai xuồng và hai ô tô cùng với nhân dân nhanh chóng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định đã trở về nhà sau khi được đưa lên bờ rạng sáng 21 tháng 4. Trận mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn song sức gió rất mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hư hại nhiều cây xanh lớn trên các tuyến phố trung tâm nhiều tàu thuyền của ngư dân bị trôi giạt, nhiều cây xanh ven đường, biển quảng cáo bị đổ hỏng, một số nhà có các quán lập bằng tôn bị tốc mái. Hiện chưa thống kê được tổng thiệt hại bằng tiền đối với tài sản. đến nay công tác thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục khẩn trương triển khai. Tình hình trên biển ổn định, giao thông thông suốt. Ủy ban nhân dân huyện Cô tô chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động kịp thời khắc phục các thiệt hại do dông lốc gây nên tại cơ quan đơn vị địa bàn được phụ trách, khẩn trương tìm kiếm tài sản phương tiện tàu thuyền mũng mảng trên địa bàn bị chìm đắm trôi giạt, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, huy động lực lượng tại chỗ và người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đường phố, nâng chống các cây xanh bị đổ, tháo dỡ các biển quảng cáo biển hiệu đèn trang trí bị đổ gãy rách, huy động toàn lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân bị hư hỏng do dông lốc. Sáng 22 tháng 4, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, Thanh Hóa cho biết, vào lúc 1 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2024, tàu cá của ông Hoàng Văn San, sinh năm 1979, trú tại thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương, đang di chuyển trên vùng biển Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh, thì bị lốc tố đánh chìm hoàn toàn tàu. Tàu của ông Hoàng Văn San mang số hiệu TH90088TS, công suất 300 CV, chiều dài 16,7 mét. Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu TH90088TS có 8 thuyền viên. Khi tàu chìm, các thuyền viên đã bám vào phao cứu sinh chờ lực lượng cứu hộ. Ông Nguyễn Huy Nam thông tin cho biết, đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 thuyền viên, 4 thuyền viên còn lại đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Danh sách 4 thuyền viên đang mất tích: Hoàng Văn San, sinh năm 1979 ở thôn Điền Hoàng Văn Ninh, sinh năm 1989 ở thôn Thanh, Trần Văn Thiết, sinh năm 1982 ở thôn Trung, Triệu Văn Thiệu, sinh năm 1983 ở thôn Tiến, đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương. Bốn thuyền viên được cứu sống gồm Dương Văn Hòa, sinh năm 1982 ở thôn Điền, Vũ Văn Hải, sinh năm 1989 ở thôn Trung, Ngô Văn Cẩn, 1990 ở thôn Bắc, Trần Văn Đông, sinh năm 1989 ở thôn Tiến, đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương. Ông Nam cho biết thêm, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nham đang phối hợp với lực lượng biên phòng Quảng Nham chấn an gia đình có tàu bị nạn và huy động lực lượng tàu bạn tham gia tìm kiếm cứu nạn 4 người còn lại. Huyện cũng đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về vụ việc này. Trong vụ việc chìm tàu gần đảo Lý Sơn cho đến thời điểm hiện tại, Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích. Thông tin trên vừa được bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vào chiều tối ngày 24 tháng 4. Theo bà Hương, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên chưa xác định danh tính, một trong số 5 người chết và mất tích trong vụ tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan LA06883 chìm ở vùng biển gần đảo Lý Sơn. Bà Hương nói thi thể thuyền viên mới nhất được tìm thấy ở ngay khu vực chìm tàu. Hiện các lực lượng đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích thuyền viên còn lại. Hiện tại, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị chức năng như Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Đồn biên phòng Lý Sơn, các tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn, tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích. Thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm. Hiện xà lan đã được các tàu lai dắt về khu vực gần cảng Lý Sơn. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá kèm theo gió mạnh, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản cho người dân. Cụ thể vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, mây đen bao trùm các xã ở huyện Vân Hồ. Ít phút sau, rông lốc xuất hiện kèm theo mưa đá. Trận mưa kéo dài chừng 15 phút, hạt đá to bằng đầu đũa, trút xuống mái tôn gây tiếng ồn lớn. Theo người dân sinh sống ở huyện Vân Hồ. Trận mưa đá vừa xảy ra được coi là hiếm gặp bởi lượng hạt đá rơi xuống đất rất lớn. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5 đến 2 cm. Ông Tính A Chìa, bí thư đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết, những nhà lập tấm phi -pro đều bị thủng, cả nghìn hecta rau mận, cam, lê, dâu tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Tráng Thị Dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết bàng hoàng vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà mương rau sau nhà chị Dụ đã phủ trắng đá. Theo chị Dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện đã ra soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu trên địa bàn có một số diện tích nông nghiệp của người dân bị thiệt hại Trước đó, hôm 12 tháng 4, tại Sơn La cũng xảy ra trận mưa đá kèm gió mạnh, gây thiệt hại hơn 80 hecta mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân ở xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Trận mưa đá kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên địa bàn xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La đã làm dụng quả, gãy cành nhiều cây mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân. Thiệt hại nhiều nhất là tại các bảng Hang Mon 1, Hang Mon 2 và Bó Rôm, với khoảng 80 hecta diện tích bị thiệt hại. Từ ngày 17 tháng 4 đến nay, khoảng 15 tỉnh thành miền Bắc xuất hiện rông lốc, mưa đá. Thống kê sơ bộ khoảng 12.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hại. Tại Hà Nội, trận rông lốc kèm mưa đá tối 20 tháng 4 đã giật đổ hơn 250 cây xanh, làm hư hỏng hàng chục phương tiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc những ngày qua, rông lốc, mưa đá do tác động của khối không khí lạnh yếu, cùng với hội tụ gió trên độ cao 1.500m. Miền núi xuất hiện nhiều hơn hạt đá dày hơn do địa hình núi cao, rừng đan sen là điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây mưa đá.